Xin kính chào quý chị và các bạn quay trở lại với Em Ninh Xe Lướt. Ngày hôm nay thì bên em mới về một chiếc Toyota Fortuner máy dầu số sàn 2018 nhập khẩu Indo. Và chiếc này thì biển thành phố, cho nên thì nếu các bác ở Hà Nội mà sang tên về Hà Nội là tiết kiệm được 20 triệu tiền biển các bác nhé. Con này thì sang tên các bác chỉ mất tiền thuế 2% thôi, nó đâu đó khoảng tầm 11-12 triệu vậy thôi. Đấy. Sau đây thì em xin mời các bác cùng em khám phá chi tiết chiếc xe này nhé. Chiếc này thì có ngoại thất màu nâu các bác nhé, màu nâu cà phê. Hôm nay thì trời hơi sẩm trời, cho nên là các bác nhìn trong camera sẽ rất là giống màu đen luôn. Đấy, và khi có ánh nắng chiếu vào thì nó lại ra cái màu cà phê rất là đẹp. Đó. Con này thì chạy được hơn 7 vạn các bác nhé. Đây, dàn lốp này thì dàn lốp chắc này mới được thay này các bác này. Đấy, dàn lốp này 2019. Thay từ 2019 nhưng mà chắc từ 2019 giờ chạy cũng ít cho nên lốp còn rất là dày. Đó. Con này là máy dầu số sàn các bác nhé. Máy dầu số sàn thì sử dụng động cơ 2.4 lít, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đây các bác có thể xem cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe này. Đấy, nó chỉ rơi vào tầm 7 lít, chỉ tầm 7 lít trên 100 km thôi. Đấy, đấy là mức tiêu thụ trung bình. Đó. Fortuner thì là một cái mẫu xe 7 chỗ, gầm cao, rộng rãi. Và hơn nữa thì nó tiết kiệm và bền bỉ cho nên rất là được ưa chuộng trên thị trường luôn. Đấy. Đây là cốp xe đây. Cốp rất là rộng luôn. Nếu các bác không dùng hàng ghế thứ ba, cốp cực kỳ rộng luôn. Còn đây thì các bác có thể thấy các con bô lông của cửa hậu này. Đấy, các bác nhìn nó chưa có cái vết sơn, vết vặn của clay màu led. Đó, có cam lùi rồi nhá. Đấy. Trên anten vây cá mập. Rộng rãi không các bác ơi? Ghế ra hết rồi. Đó. Đây có cổng 12V 120W này. Đó. Đây vô lăng, chi tiết vô lăng, cần số đây. Con này cấp 5 cấp số các bác nhé. À 6 cấp số. 6 cấp số, đời cái đời cũ mới là 5 cấp. Đấy, cái đời này thì có 28 thì lên cân bằng điện tử rồi. Eco Mode và Power Mode có cân hai chế độ lái Eco Mode và Power Mode. Đấy, con này thì hỗ trợ trả góp cho các bác được khoảng tầm 60 đến 65% các bác nhé. 60 65%. Đấy. Đời này thì có cân bằng điện tử rồi. Và bốn phanh đều là phanh đĩa nhé, không phải là hai phanh đĩa nữa. Đời 2017 thì nó không khác gì con này. Nó chỉ khác ở cái điểm đó là đời 2017 chưa có cân bằng điện tử. Đấy, và các bác biết rồi, cái tính năng cân bằng điện tử là một cái tính năng rất là hữu ích trên xe hiện nay. Ở nhiều nước thì đấy là một cái tính năng bắt buộc phải có ở trên xe ô tô. Đấy. Máy dầu thì nó hơi ồn một chút các bác ạ. Đây. Cái tiếng ồn này thì đặc trưng của máy dầu rồi, xe máy dầu nào cũng thế. Kể cả đến những cái dòng cao cấp như Santa Fe máy dầu này hay là Everest này, nó vẫn có ồn thôi. Đấy, nhưng mà đổi lại thì mình có một cái sự tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, mình kinh doanh mà, cho nên là con này thì hầu như là các bác đi đường dài là nhiều. Đấy, chạy nhiều hoặc là các bác kinh doanh vận tải dịch vụ. Đấy. Và các bác có thể xem xe trực tiếp tại cửa hàng 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội các bác nhé. Xe thì chúng em cam kết đó là không bị tai nạn, đâm đụng ảnh hưởng đến khung gầm kết cấu chassis, không ngầm nước thủy kích, không tháo cầu máy hộp số, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Đấy, các bác có thể kiểm tra tại bất cứ cái đơn vị nào, kiểm tra tại hãng hay là các đơn vị mà các bác tin tưởng. Đấy. Và khuyến khích khi đi xe thì xem xe, các bác cứ dẫn theo nhiều người có nhiều kinh nghiệm đấy để các bác có thể mua được một cái chiếc xe tốt nhất, an toàn nhất. Rồi, cuối cùng thì em xin chúc các bác có thật nhiều sức khỏe nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.